Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là thời gian cho bản tin kinh tế tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây, mời quý vị cùng điểm qua. Hàng không tăng chuyến nội địa với giá vé chỉ từ 9.000 đồng. Khẩu trang hai giá, thất thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế. Hoạt động kinh tế của Eurozone sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. Thưa quý vị, theo thông báo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, bắt đầu từ ngày 23 tháng 4, các hãng hàng không bắt đầu tăng hơn 40 chuyến khứ hồi nội địa, trong đó nhiều nhất là chặng Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hãng hàng không đầu tiên Vietjet công bố tần suất khai thác các chuyến bay khứ hồi nội địa lên 9 chuyến mỗi ngày với giá vé ưu đãi chỉ 9.000 đồng nhằm chia sẻ khó khăn với hành khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mức giá vé này được áp dụng từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 năm 2020 trong khung giờ vàng từ 12 giờ đến 14 giờ hàng ngày. Ngoài chính sách ưu đãi cho hành khách, mỗi ngày hãng còn khai thác các chuyến bay chuyên chở hàng hóa, chở miễn phí vật tư trang thiết bị y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, đồng thời vận chuyển miễn phí các y bác sĩ và nhân viên y tế để đi trên những chuyến bay của hãng. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh, các hãng hàng không kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay. Các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh cho biết, các chuyến bay thương mại tại Cảng Hàng không Vân Đồn sẽ có thể được nối lại từ đầu tháng 5 tới. Dự kiến, đường bay Vân Đồn Sài Gòn do Vietjet khai thác hàng ngày sẽ bắt đầu đón khách từ 1 tháng 5. Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến một tuần từ 16 tháng 5. Bamboo khai thác hàng ngày từ 1 tháng 6. Đường bay Vân Đồn Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến một tuần từ 16 tháng 5. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ tiếp tục yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích hành khách đeo khẩu trang tại sân bay cũng như trên chuyến bay, đảm bảo khoảng cách an toàn tại các vị trí làm thủ tục. 100% đội ngũ nhân viên sẽ vẫn đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Được biết, chiều ngày 22 tháng 4, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn đã đón 298 hành khách là người Việt Nam từ nước ngoài về nước và nhập cảnh an toàn. Tất cả hành khách được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Sân bay Vân Đồn đã và sẽ tiếp tục đón thêm đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao của các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam quay trở lại làm việc. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Đồng Nai đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho khoảng 130 doanh nghiệp với số tiền gần 500 tỷ đồng. Những doanh nghiệp thụ hưởng chính sách này hầu hết hoạt động trong lĩnh vực đồ gỗ xuất nhập khẩu. Trước đây, họ vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, song do dịch bệnh nên sản xuất đình trệ, không có khả năng trả nợ đúng thời hạn. Hiện nay, các tổ chức tín dụng ở Đồng Nai đang tiếp tục rà soát doanh nghiệp đang vay vốn. Nếu gặp khó khăn, cần trực tiếp liên hệ với các ngân hàng để được cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai chỉ đạo, thời gian tới, các tổ chức tín dụng trên địa bàn không được tăng lãi suất huy động cho vay, thực hiện nghiêm quy định về trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp xuống giống vụ hè thu năm 2020 được hơn 139.000 ha, đạt 75,3% kế hoạch. Tỉnh này đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xuống giống. Vụ lúa hè thu 2020, Đồng Tháp có hơn 60% diện tích lúa chất lượng cao chủ lực. Tỉnh khuyến khích nông dân áp dụng biện pháp xạ thưa, xạ hàng và sử dụng máy cấy. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai nhân rộng các mô hình, biện pháp canh tác tiên tiến như quản lý dịch hại tổng hợp IBM, kỹ thuật canh tác 3 giảm 3 tăng, kỹ thuật canh tác 1,5 giảm, hệ thống canh tác lúa cải tiến. Tỉnh Đồng Tháp quyết tâm đến hết quý 2 xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu với diện tích hơn 185.000 ha, dự kiến năng suất 5,9 tấn một ha và sản lượng đạt 1,1 triệu tấn. Quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính, tiếp tục là một số tin nhắn đáng chú ý khác. Tổng cục Hải quan vừa có công điện khẩn gửi Cục Hải quan các tỉnh thành về việc thực hiện thủ tục xuất khẩu và thông quan đối với gạo nếp như bình thường. Lượng gạo nếp xuất khẩu không thuộc hạn ngạch 400.000 tấn gạo của tháng này. Trước đó, tại thông báo 163, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý với đề xuất của các Bộ Công Thương, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tài chính về việc cho phép xuất khẩu gạo nếp bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp trong tháng 4 theo nhu cầu thị trường.
Những ngày qua, giá lúa đông xuân trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ từ 100 đến 300 đồng một ký so với trước đây. Hiện giá lúa khô giống IR50404 có giá từ 6.300 đến 6.400 đồng một ký. Các giống lúa hạt già như giống OM9577, OM9582, OM5451, OM6976 có giá từ 6.200 đến 6.700 đồng một ký. Các giống OM4900, Đài Thơm 8, RVT và giống lúa Nhật có giá từ 7.000 đến 7.500 đồng một ký. Trong khi giá lúa tươi giống OM5451, ZMIN85 ở một số địa phương thu hoạch muộn được nông dân bán tại ruộng có giá từ 5.500 đến 5.700 đồng một ký. Hiện tại đang bước vào mùa thu hoạch dứa chính vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giá dứa tại vườn hiện ổn định ở mức 5.000 đồng một ký, cao hơn 3.000 đồng một ký so với vụ dứa 2019. Không chỉ có mức giá cao, sản lượng dứa cũng đạt khoảng 40 tấn một hecta nhờ sản xuất theo phương pháp rải dụ, áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc trao qua và đầu quả phù hợp, hạn chế dứa chín tập trung cùng một thời điểm nên đã kéo dài được thời gian thu hoạch dứa. Thưa quý vị và các bạn, việc những chiếc khẩu trang có giá bán cao và sau đó là bất ngờ khan hiếm, thậm chí là vắng bóng trên thị trường, đặc biệt là ở các cửa hàng Tân Dược, cửa hàng vật tư thiết bị y tế thời gian qua vẫn là câu hỏi lớn đối với đa số người dân. Nhưng kỳ thực thị trường khẩu trang có thật sự khan hiếm đến mức như vậy hay không? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Đây là giá được niêm yết phía ngoài của một cơ sở sản xuất khẩu trang tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nhưng rất khó để có thể đặt mua khẩu trang trực tiếp tại đây. Theo một số đơn vị kinh doanh, thì đây cũng là tình trạng chung của phần lớn các cơ sở sản xuất khẩu trang, do từ nhiều tháng nay, một thị trường ngầm về mua bán khẩu trang hai giá đã được hình thành. Cái giá 45 đến 50 nghìn đồng một hộp thì đấy là cái giá bán để đảm bảo cái an toàn cho. Và họ chỉ bán một số lượng rất ít. Thế còn lại cái giá thực tế thì nó đang giao dịch là độ khoảng 12 triệu đồng một thùng thông qua mấy đường dây ngầm trong những nhóm buôn bán khẩu trang ở trên mạng. Tại sao lại có câu chuyện khẩu trang hai giá? Khái niệm này được một số đơn vị giải thích là do giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng cao, nhưng giá bán ra lại bị áp theo khung quy định và thấp hơn giá thành sản xuất. Nên thời gian qua đã hình thành một thị trường kín với các giao dịch ngầm để người mua và người bán không bị các cơ quan chức năng tuyết còi. Nhà nước không thu được thuế là bởi vì là một cái cơ cấu giá không hợp lý. Giá thực tế của nó là tới 2.000 đồng cho nguyên liệu của một cái khẩu trang rồi. Nhưng nhà nước lại ấn định là cái giá bán một cái tính là có mấy trăm đồng cái khẩu trang, dẫn đến là cái người sản xuất ra khẩu trang ấy không có được một cái mặt bằng minh bạch để mà giao dịch với nhau. Và nhà nước thì không thu được thuế. Đấy. Còn khẩu trang thì cứ len lỏi và luôn luôn nó tồn tại hai mặt giá. Những tồn tại này cộng với nhu cầu trong mùa dịch đã tạo nên một ngành sản xuất siêu lợi nhuận từ khẩu trang. Được ví như loại hình kinh doanh hái ra vàng, đem lại nguồn lợi rất lớn cho nhà sản xuất, người đi buôn khẩu trang và cả người buôn nguyên liệu. Và lẽ dĩ nhiên, kéo theo đó là sự phát triển ồ ạt của các cơ sở sản xuất khẩu trang, trong đó không loại trừ có cả cơ sở sản xuất chui. Điều ít biết là cũng bởi nhu cầu lớn nên thị trường máy sản xuất khẩu trang cũng đã tăng giá từ 4 tới 6 lần so với trước và vẫn ùn về Việt Nam với nhiều loại giá, dao động từ 3 đến 5 tỷ đồng một chiếc tùy theo công suất và công nghệ. Lắp nhiều lắm, từ tiền để lắp nhiều. Mình lắp cả Sài Gòn, lắp cả Đà Nẵng. Trước tụi em toàn lắp 4 tỷ rưỡi, 5 tỷ, mấy hôm nay nó xuống giá. Mấy hôm nay bên Trung Quốc nó cũng xuống nhiều. Theo tính toán, hiện năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số đơn vị, để tránh thất thu thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, thì chính phủ nên đưa giá khẩu trang hoạt động theo quy luật thị trường. Trong khi đó, vẫn có thể thực hiện chính sách trợ giá mua khẩu trang theo phương thức giới hạn số lượng khẩu trang một người một tuần hoặc một tháng, giống như tại một số quốc gia trong khu vực đang áp dụng. Tin kinh tế tài chính thế giới, theo chỉ số nhà quản trị mua hàng BMI do hãng IHS Markit công bố ngày 23 tháng 4, các nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã suy giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử. Cụ thể, trong tháng 4, chỉ số BMI của các nước thành viên Eurozone đã giảm từ mức thấp kỷ lục 29,7 điểm trong tháng trước đó xuống còn 13,5 điểm.
hai nền kinh tế lớn nhất Eurozone là Đức và Pháp ghi nhận mức suy giảm hoạt động kinh doanh lần lượt ở mức 17,1 điểm và 11,2 điểm, thấp hơn rất nhiều so với mức 35 điểm và 28,9 điểm trong tháng 3 vừa qua. Nếu chỉ số PMI xuống dưới 50 điểm, nền kinh tế đó bị đánh giá là đang suy giảm các hoạt động kinh tế. Cũng theo kết quả khảo sát mới nhất của ISS Market, lĩnh vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các khách sạn, nhà hàng và công ty lữ hành. Trong đó, lĩnh vực chế tạo cũng chứng kiến sự tụt giảm mạnh nhất từ trước đến nay do thiếu nhân viên, nguyên liệu và gián đoạn nguồn cung. Ngày 23 tháng 4, Đức công bố gói hỗ trợ kinh tế 10 tỷ euro để chi trả cho khoản trợ cấp thất nghiệp phát sinh và các biện pháp cắt giảm thuế mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Những người lao động buộc phải nghỉ việc ở nhà để tuân thủ các biện pháp hạn chế của chính phủ sẽ được nhận từ 70 đến 77% lương thực tế từ tháng 4 bị thất nghiệp, tăng 10% so với mức được áp dụng trước đó. Từ tháng thứ 7 bị thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được từ 80 đến 87% lương thực tế. Những người hiện đã rơi vào cảnh thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thêm 3 tháng trong năm nay. Chính phủ Liên minh cũng tuyên bố thuế giá trị gia tăng VAT trong lĩnh vực ẩm thực sẽ được giảm từ mức 19% xuống 7% trong vòng một năm kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là ngành chịu tác động mạnh khi nhiều nhà hàng và quán cà phê buộc phải đóng cửa khi chính phủ áp dụng các biện pháp hạn chế. Do các trường học phải đóng cửa và sẽ chỉ dần mở cửa trở lại, chính phủ Đức cũng cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho các gia đình mua máy tính phục vụ dạy học trực tuyến. Những hộ khó khăn nhất có thể nhận hỗ trợ tối đa 150 euro. Gói hỗ trợ này là gói bổ sung cho chương trình hỗ trợ kinh tế Đức trị giá 1.100 tỷ euro, chủ yếu bao gồm các đảm bảo cho các khoản vay kinh doanh. Tập đoàn chế tạo ô tô khổng lồ Daimler của Đức dự báo lợi nhuận hoạt động của tập đoàn này trong quý 1 năm 2020 giảm 78%, xuống còn 617 triệu euro, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã tác động đến toàn bộ hoạt động sản xuất và bán hàng của hãng. Tập đoàn Daimler cũng hạ chỉ tiêu tài chính trong năm 2020. Trong đó, doanh số, doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Daimler sẽ thấp hơn năm 2019. Ngoài ra, Daimler cũng dự báo rằng doanh số bán hàng ô tô và xe tải thương hiệu Mercedes-Benz cũng như xe buýt, xe tải thương hiệu Daimler cũng đều sụt giảm trong năm nay. Theo Daimler, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến nhu cầu của người tiêu dùng và chuỗi cung ứng. Trong quý 1 năm 2020, doanh số bán hàng toàn cầu của Daimler đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng đối với dòng Mercedes-Benz, doanh số giảm 20% tại thị trường Trung Quốc và 16% tại thị trường châu Âu. Daimler đã mở cửa trở lại một số nhà máy tại châu Âu vào tuần này sau vài tuần tạm ngừng. Daimler không công bố số liệu bán hàng hay lợi nhuận ròng, mà thay vào đó sẽ công bố bản báo cáo đầy đủ về tình hình quý 1 vào ngày 29 tháng 4. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.